được thay mặt cho tập thể nam nữ diễn viên của đội văn nghệ xóm 1 xã Chu Trinh xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa các quý vị, sau một thời gian hăng say tập luyện, hôm nay đội văn nghệ xóm 1 xã Chu Trinh long trọng tổ chức lễ ra mắt. Và đến với chương trình ngày hôm nay còn có sự tham gia giao lưu của câu lạc bộ Trường Sinh và trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn dành cho các diễn viên của chúng ta. Vâng, và không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Và mở đầu chương trình xin kính mời quý vị cùng đến với bản hát múa Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, nhạc và lời Huy Du do tập thể nam nữ diễn viên xóm 1 xã Chu Trinh biểu diễn. Vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xã
trắng, dẫu con đường.